đi chị ai với em báo nha. Chạy trước đi tao quay cho. Đi hướng quốc lộ 1K qua. Nhà mình đi đường này thoáng hơn. Rồi mình sẽ quẹo ở đây. Đây mình đi với xe zin nha mọi người. Xe nào cũng đi chung được hết đó. Mình không có bỏ ai lại đó. Đường này mấy anh hay lên bấm GPS. Thường mình sẽ đi giữa tuần đó. Cuối tuần thấy mọi người xuống nó chơi nhiều quá là hơi phức tạp. Mình thích đi mấy chỗ vắng vẻ hơn. Đông quá mình ngại lắm. Chỗ Amata này có chốt á, nên là đi được mà là mấy bạn cứ lên cầu đi. Mình thấy mấy anh hay đứng ngay đầu khu công nghiệp á, ngay chỗ đó nè, là hay có công an lắm. Đi mình biết đường, mình để ý xíu, mình hạn chế rủi ro. Ở dưới chỗ này công an hay đứng lắm, ngay cổng Amata nè. Có va chạm rồi. Hết rồi mọi người ơi. Về ngã ba chị An nè. Tới ngã ba chị An mình sẽ quẹo trái. Qua luôn. Gần cuối năm rồi nên là cái lưu lượng xe tải xe lớn đông lắm. Rồi rồi mày xong rồi ghê đấy. Nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I. Cái đường ở đây nó hơi nhiều ổ gà với lại người dân người ta hay băng quan lại đi, mọi người đi chú ý. Rồi mình cứ đi thẳng tới một bên này, mình quẹo nè, quẹo trái. Tới ngay cái đầu dốc này là cầu Đồng Nai. Cầu Đồng Nai cũ á. Xa lũ. Có hôm nào mình đi có xa lũ mình đứng lại coi clip đẹp lắm. Tới đây mình ghé vào mình đổ xăng cái đã, xong rồi mình đi vô.
Đây bên anh. Giờ mình đi tiếp. Đi bác. Không đổ xăng hả? Tí ra cho mượn tiền đó. Đi đó, tới đây nó có cái bảng thủy điện Trị An nè. Xong rồi mọi người quay trái thôi. Rồi quay trái đi. Thủy điện Trị An đây nha mọi người. Đó. Trời hôm nay khá trong. Nước cũng đẹp nữa. Tí nữa tụi mình sẽ đi vòng vô kia để uống nước. Quán man thì phải. Sao xong cuối trời sao vậy rồi. Nước ly nắng vàng đang hấp hối. Ngày mùng màng rồi thằng người ăn mây. Gió đông đưa đi khắp lối. Anh lặng im nghe tim mình đừng có bình yên nào để chôn đây. Một chút kỷ niệm, một chút hơi ấm còn vương lại trên kẻ ngón. Công an sẽ đứng ở chốt ở trong này nè. Đứng chốt trong này nè. Đây trời xinh vãi. Chiều mát mát á, thì mọi người sẽ thường ngồi qua đây nè. Giờ chưa mà nắng bể đầu luôn. Chỉ có mấy anh câu cá thôi. Mình sẽ vô đây ngồi nha. À, quán man. Tức đỏ. Few moments later. Về Sài Gòn thôi. Chập xíu, giờ đi về thôi. Có mẹ. Ai vậy mẹ ông cô vậy? Ai vậy ông cô vậy hay vậy? Đó, xanh đẹp vãi. Nhìn đen nó nhỏ quen rồi, nhìn nó chiên, nhìn nó
về nha. Rễ trái là đi Hà Nội luôn á. Đây đi thì không có vấn đề gì, không có công an, không có chốt nào hết á. Đi cuối tuần chắc mệt mỏi á. Khúc này bạn nào về Biên Hòa thì đi thẳng là vô đường Nguyễn Ái Quốc, mình rẽ trái về Thủ Đức. Trời má, nghe mình nó mở cái cua kìa. Chỗ này không thấy đứng nữa, chắc gỡ rồi quá. Thôi chạy bình thường. Nào mẹ ơi. Về tới đây rồi mà. Về tới đây cái bắt cây cay lắm á. Chiêu chiêu. Dạ dạ dạ. Đừng ra ca thôi, để số 1 không thả. Thôi giờ anh em mình về. Về tới nhà mình rồi. Bye bye mọi người.